được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì quý vị đến cùng với chúng tôi đặc biệt qua một cái chương trình mà lần đầu tiên chúng tôi thực hiện. Việc trước khi chúng tôi xin cảm ơn ông Hoàng Kỳ đã giúp đỡ cho đài truyền hình chúng tôi, cho tôi được có cơ hội đến trang trại của ông để thực hiện chương trình mỗi tuần một vấn đề hôm nay. Xin trân trọng gửi cảm ơn đến ông Hoàng Kỳ. Không khách khí. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có cơ hội và được sự chấp thuận của ông Hoàng Kiều để có một buổi phỏng vấn đặc biệt về những sự kiện mà 2 năm trước đây chúng tôi đã có điều kiện lần đầu tiên gặp gỡ ông. Thế sau 2 năm tình trạng của ông bây giờ sức khỏe như thế nào rồi thưa ông Hoàng Kiều? Vâng, tôi cho biết là Đoàn Trọng quên rồi. Cái phỏng vấn đầu tiên của chúng mình là coi như từ tháng 1, 2017 và cho tới bây giờ là tháng 6. Thì chỉ mới 1.5 thôi. Bây giờ ông hỏi tôi sức khỏe thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả ông cũng như tất cả các bạn mến mộ và tất cả với mọi người ở tại Việt Nam như cấp này trên thế giới và trên đất Mỹ. Thấy tôi vẫn còn ngồi đây. Thế giờ thì tôi rất cảm ơn, tôi rất khỏe mạnh và cũng còn một chút phong độ. Kính thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị thấy ở phía đằng sau đây là cái trang trại mà ông Hoàng Kiều có được ở thành phố Simi Valley. Và chúng tôi thì lại đi đến đây để gửi đến quý vị những hình ảnh thật sống động của một người Việt định cư tại một cái thành phố mà tương đối rất ít người Việt ở đây. Thưa ông, hôm nay thì chúng tôi có nhiều vấn đề để hy vọng ông chia sẻ với khán thính giả chúng tôi. Và đặc biệt là ngày nay thì trên mạng, chắc quý vị cũng đã biết rồi là trên Internet, trên Instagram thì họ thấy hình ảnh của ông rất nhiều. Cái điều mà người ta nói đến bây giờ thì chắc ông cũng đã biết rằng fake news. Ngay Tổng thống Donald Trump trên các kênh truyền hình, ông đã lên án giới truyền thông về fake news rất nhiều. Và hôm nay thì chúng tôi xin phép ông được hỏi qua những cái sự kiện như vậy, ông nghĩ sao về cái tình trạng fake news ngày nay như thế nào thưa ông? Tôi rất hài lòng khi ông đặt đến cái vấn đề fake news. Như chúng ta đều đã biết, cái fake news nó đem lại cho cái đất nước này cũng như nước Mỹ là những cái điều coi như là một cái tệ nạn. Mà chúng tôi nói tệ nạn, cái tệ nạn đó đã gây cho nhiều cái sự chia rẽ, gây cho nhiều sự tổn thương cũng như gây sự hận thù trong chúng ta. Và đồng thời trong những năm gần đây, 4 năm gần đây thôi, cũng vì cái fake news đó mà làm cho cái nước Mỹ, các quý vị có công nhận không, đảo điên. Cái vấn đề chia rẽ nó rõ rệt, cái vấn đề đảng phái chia rẽ giữa đảng này đảng kia quá rõ rệt và đem đến một cái sự không đoàn kết giữa chúng ta. Và cái fake news đó cũng là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề. Cũng như hôm nay quý vị đàn tới cái fake news thì tôi cũng nói về cái fake của Facebook luôn. Là cái ông Mark Zuckerberg, ông ta bảo rằng là ông ta có 2 tỷ người trong cái Facebook. Khi ra điều trình trước Quốc hội thì các thượng nghị sĩ chẳng bao giờ đặt cái câu hỏi là ông có bao nhiêu. Nhưng mà vừa qua ông ta công bố rằng là trong cái fake, gọi là fake Facebook đó, là cả đã có 560 triệu người. Đồng thời ông ta cũng công nhận rằng là trong cái spam cũng có được 850 triệu người. Thế thì tôi thử hỏi quý vị, 850 người, cái spam đó là cái gì? 850 triệu người là coi như là cái spam, tức như là cái fake rồi, thì cộng thêm với cái 500 mấy chục triệu của ông ta, thế thì cái thực số của nó là gần 1.4 tỷ rồi. Thế thì còn đổ vài 1.3 tỷ, thế thì còn đổ cái người chính thức ấy, trong đó là chỉ còn 700 triệu người. Thế thì cái fake news, tại sao nó là kêu fake news? Cũng có fake news, cũng có Facebook, thành thử nó fake từ cái người này, nó fake từ cái người kia, nó đi ra tới người kia. Và cái nước Mỹ khốn đốn cũng vì cái fake news. Ông Tổng thống Trump ông cũng băn khoăn, nhưng mà ông cái vấn đề giữa tôi với ông Tổng thống Trump khác đó. Ông Tổng thống Trump tôi báo trước nè, ông không có đưa ai ra tòa được hết, chưa, hiểu chưa, chưa được hết, mới có thể sau này ông thôi làm Tổng thống ông sẽ đưa ra tòa, hiểu chưa. Chẳng hạn như vụ CNN
chỉ có ba người nói về fake news thì họ bị đuổi thôi. Đó, còn tôi khác này. Tôi thưa kiện fake news này, phải tạ tội với tôi, phải xin lỗi tôi. Cái điều đó là tôi bảo đảm quý vị sẽ xảy ra. Đáng ra là tôi không nói bây giờ, hiểu chưa? Tôi chỉ đợi một cái ngày đẹp trời nào đó, tôi mời tất cả quý vị theo tôi đi qua hai tòa, một tòa ở bên Anh Quốc và một tòa ở tại Mỹ, ở tại Ventura của chúng tôi ở đây, để quý vị theo dõi là BBC phải tạ tội với Hoàng Kiều, xin lỗi Hoàng Kiều. Cái điều đó Hoàng Kiều rất là hãnh diện, bởi vì duy nhất cái người Mỹ gốc Việt Nam và 325 triệu đề nghĩa là chỉ cái người đại diện cho 325 triệu đề nghĩa được BBC xin lỗi. Còn nói về cái vấn đề và fake news đối với cộng đồng chúng ta, chúng tôi cũng rất buồn. Buồn vì những cái fake news đó mà nó không đem đến cái sự đoàn kết cho chúng ta. À, và đồng thời gây cho nhiều cái tổn thương cho tất cả cái danh dự của những người. Tôi hỏi ông, có cái nỗi khổ nào, có cái buồn nào hơn, da diết hơn? Một ông trung tá nhảy dù đi đánh giặc từ bên Hải cho đến Cà Mau, vào sinh ra tử, đi ở tù 13 năm mà vẫn còn tục mũ, bị tục mũ cộng sản. Đó là cái vấn đề fake news. Và ngày hôm nay sao biết ông người ta chụp mũ không? Người ta như thấp của ông Hoàng Kiều, ông cũng là một người sống ở trên nước Mỹ này 43 năm, cái quyền tự do ngôn luận của mỗi người nó được bộc phát ra. Thưa ông Hoàng Kiều, tôi xin lỗi ông, ông không thể nói tôi là cộng sản, cũng như là bây giờ họ như nhiều người nói tôi cộng sản, cũng như tờ báo Người Việt nó tả lên đó, đó. Khi mà tôi về Việt Nam, tôi làm năm 2006 tôi về Việt Nam, tôi làm từ thiện. Về tháng 10 là coi như cái tháng 6 chứ. Chỉ có tháng 6 trước khi tháng 5, trước khi tôi về Mỹ thì tôi bị đánh phá tơi bời là về cái vụ công ty du lịch Tiền Giang. Nó nói tôi là bảo Việt Nam, báo chí Việt Nam thì bảo tôi là mua đất cao, rồi bảo tôi là lấy cái lợi dụng để mua công ty Tiền Giang. Trong lúc đó tôi là, mục đích của tôi là từ thiện, tôi làm như thế. Thì cái tờ báo Người Việt nó cũng bảo tôi là cộng sản. Thấy chưa? Phải chưa? Cũng như bây giờ, trời ơi, ông đọc cái bài BBC của Trần Nhật Phong bởi cái văn hóa của cộng sản không? Của Trung Quốc không? Ông hiểu chưa? Và cái đó là một cái mà không đáng nói. Và tôi hỏi ông, cái ông trung tá, ông đã chứng minh ra như vậy rồi. Ở nhà có bao giờ biết được cái khẩu súng AM-15 nó bắn như thế nào không? Biết không? M16 nó bắn như thế nào? M79 nó bắn thế nào? Đại Liên 30, Đại Liên 60 nó bắn như thế nào không? Mà tại sao lại bảo một cái người ta đi ở tù 13 năm vì cái tội đánh đấm với cộng sản, rồi bây giờ phu cáo cho người ta cộng sản? Đó là cái vấn đề. À, freedom of speech. Anh không phải nói cái gì đây là freedom of speech. Anh phải có cái lý do, anh phải có cái chứng minh. Chứ không phải cái gì anh nói là như vậy là là như được. Tôi đồng ý. Cùng với ông, tôi cũng chú ý nhiều. Nó bảo ông về Việt Nam theo cộng sản. Ê, có đúng không? Thì ông trả lời, tôi không theo, tôi không trong. Cái vấn đề đó là cái vấn đề mình phải nghĩ. Và đồng thời cái vấn đề, cái tệ nạn của fake news là của Việt Nam. Mình phân hóa quá trầm trọng. Nhân đây tôi cũng nói luôn, phân hóa quá trầm trọng, chia rẽ quá trầm trọng. Chẳng hạn như tôi ví dụ như một cuộc ứng cử trong cái vấn đề chính trị, trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đây, chắc ngày hôm nay đây, mà tôi nghĩ chắc Việt Nam mà cái quần bại thì mất mà rồi. Ở tại thành phố San Jose phải mất. Là bởi vì có tới bóng ông ra, ông nào cũng ứng tôi sẽ trở thành cái nghị viên của thành phố San Jose. Không ông nhiều chịu ông nhường ông nào hết. Khi Đỗ Văn Trọn lên tiếng thì tôi lại có nói với Đỗ Văn Trọn, rồi họp lại với nhau. Anh em bây giờ mình nói mình chỉ cử một người thôi. Là bởi vì bên cái phía mà bên Mỹ Tây Cơ đó, họ là cái chỉ có hai người thôi. Mà họ bàn với nhau, nên thôi tôi rút thì tức như người thắng. Thì người này rút đi, rồi thắng xong rồi tới người khác thì thắng. Cái đó là cái vấn đề chúng tôi muốn đưa ra.